Để kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào khu công nghiệp Sa Đéc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sa Đéc đã thành lập 3 chốt kiểm dịch tại các lối ra vào của khu công nghiệp này. Các chốt này được đặt tại lối vào khu A, tiếp giáp với đường DT852 thuộc địa bàn phường An Hòa, đầu đường nội bộ số 5 thuộc khu C trên địa bàn phường Tân Quy Đông và lối vào khu công nghiệp C mở rộng thuộc địa bàn ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông. Hiện tại, người và phương tiện muốn vào khu C, khu công nghiệp Sa Đéc không được phép lưu thông vào cổng chính ở dòng xoay của phường Tân Quy Đông. Chỉ được đi một hướng duy nhất từ lối vào khu C mở rộng, gần cầu Thông Lưu thuộc xã Tân Khánh Đông. Người và phương tiện muốn qua chốt kiểm dịch phải có một trong ba loại giấy tờ theo quy định là giấy test nhanh có kết quả âm tính với COVID-19 hoặc kết quả âm tính khi xét nghiệm real-time PCR, còn thời hạn hoặc giấy chứng nhận đã tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 trở lên. Các chốt kiểm soát này hoạt động 24/24 để kiểm soát chặt người và phương tiện. Hiện tại, khu công nghiệp Sa Đéc có 18 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 2.000 công nhân. Các doanh nghiệp triển khai thực hiện sản xuất theo phương án 3 tại chỗ. Trước đó, tại các cửa ngõ vào địa bàn thành phố cũng đã thành lập các chốt kiểm soát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.